Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 14 tháng 3 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Triển lãm ảnh sức sống Trường Sa sắc màu tình nguyện. Tỉnh ta giành 2 giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc. Cô giáo Nguyễn Thị Phương Nga, giáo viên trường Trung học phổ thông Minh Châu, tâm huyết với nghề. Hợp tác xã rau Yên Phú huyện Yên Mỹ mỗi tháng xuất trên 20 tấn rau sạch. Công an huyện Mỹ Hào bắt giữ 13 đối tượng đang đánh bạc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2018. Sự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh. Trong năm 2017, toàn tỉnh đã vận động quyên góp được trên 6 tỷ đồng, đạt 138% so với kế hoạch. Từ nguồn quỹ trên, Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam các cấp đã hỗ trợ được 8.190 lượt đối tượng là nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam, trị giá trên 5,8 tỷ đồng. Tại hội nghị, Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã phát động tháng cao điểm vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2018, phấn đấu toàn tỉnh thu được 4 tỷ 598 triệu đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Hòa đã biểu dương kết quả trong năm 2017 mà Ban vận động quỹ tỉnh đạt được. Đồng chí yêu cầu năm 2018, các huyện, thành phố cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người con thành đạt trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ quỹ. Tiếp tục khảo sát, điều tra, phân loại đối tượng sao cho đúng, không trùng lặp và không bỏ sót một đối tượng nào, nắm chắc nhu cầu của nạn nhân và gia đình nạn nhân để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 3, Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu đã tổ chức đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018-2023. Sự đại hội có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 166 đoàn viên, công đoàn tiêu biểu, đại diện cho hơn 8.000 đoàn viên công đoàn trong toàn huyện. Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu đã tích cực vận động các cấp công đoàn đóng góp xây dựng quỹ mái ấm công đoàn, tổ chức thăm hỏi trợ cấp tặng quà cho trên 1.000 lượt công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho 2 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 45 triệu đồng. Hỗ trợ 3 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 15 triệu đồng. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo được duy trì tốt. Nhiệm kỳ qua đã có 2.315 lượt sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại, 20.340 lượt lao động giỏi được công nhận, 670 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc cho Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu vì đã có thành tích trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2017. Ủy ban Nhân dân huyện tặng 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua công nhân viên chức lao động năm 2017. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 3, Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm tổ chức Đại hội khóa 11, nhiệm kỳ 2018-2023. Sự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đời sống công nhân viên chức lao động ngày càng được cải thiện, thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Liên đoàn Lao động huyện đã làm tốt công tác thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, đối tượng khó khăn với tổng trị giá trên 50 tỷ 400 triệu đồng. Nhiều đơn vị làm tốt công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Cũng trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm thành lập mới được 46 công đoàn cơ sở với gần 6.500 đoàn viên công đoàn. Chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018 và tháng Thanh niên năm 2018, sáng nay tại Bảo tàng tỉnh.
Bảo tàng Tuổi Trẻ Việt Nam phối hợp cùng câu lạc bộ Tuổi Trẻ Vì Biển Đảo Quê Hương, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức triển lãm ảnh Sức Sống Trường Sa, Sắc Màu Tình Nguyện. Tham dự triển lãm có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Triển lãm gồm 100 bức ảnh phản ánh sinh động và trung thực về cuộc sống của các chiến sĩ nơi biển đảo, nhà giàn JK-1 và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển vượt qua mọi khó khăn thách thức, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Giới thiệu bản đồ tự hào biển đảo Việt Nam với 33 lá cờ Tổ quốc từ 33 điểm đảo tại Trường Sa, 15 lá cờ Tổ quốc từ 15 nhà giàn JK-1 trên thềm lục địa phía Nam, 4 lá cờ của các tàu làm nhiệm vụ trên biển. Tư liệu lịch sử về Hoàng Sa của Việt Nam. Triển lãm cũng trưng bày 50 bức ảnh bao gồm tất cả các mặt hoạt động tình nguyện của thanh niên góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Đặc biệt, triển lãm còn là dịp để tri ân 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, 9 chiến sĩ bị bắt trong trận hải chiến Gạc Ma, vòng tròn bất tử, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 14 tháng 3 năm 1988, 14 tháng 3 năm 2018. Tại triển lãm, đại diện tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng đã dành 10 triệu đồng tặng quỹ Trường Sa Xanh. Triển lãm diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, đường Nguyệt Hồ, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức bế mạc và trao giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018 khu vực phía Bắc. Tỉnh Hưng Yên có 6 dự án tham gia và đã giành được 2 giải tại cuộc thi. Đó là dự án cánh tay robot hỗ trợ người khuyết tật sử dụng cảm biến EMG của nhóm tác giả Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cường, học sinh trường Trung học phổ thông Phù Cử giành giải nhất lĩnh vực robot và máy thông minh. Dự án chế tạo và nghiên cứu tính chất quang nhiệt của các đầu dò nano nhằm ứng dụng trong diệt tế bào ung thư của hai em học sinh Lê Hoàng Bách, Lê Dương Minh, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, giành giải tư lĩnh vực khoa học vật liệu. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 khu vực phía Bắc diễn ra tại tỉnh Nghệ An từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 3 với 249 dự án thuộc 22 lĩnh vực. Đây là năm có số dự án thi cao nhất từ trước tới nay. Thưa quý vị và các bạn, tuy là giáo viên dạy môn phụ, theo cách nhìn của nhiều người, nhưng với sức trẻ và sự tâm huyết với nghề, cô giáo Nguyễn Thị Phương Nga, giáo viên tin học, trường Trung học Phổ thông Minh Châu, huyện Yên Mỹ, đã đạt được nhiều thành tích về chất lượng giáo dục, trở thành tấm gương sáng để bạn bè và đồng nghiệp noi theo. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin năm 2007, cô giáo Nguyễn Thị Phương Nga về công tác tại trường Trung học Phổ thông Minh Châu ngay từ những ngày đầu trường mới thành lập. Để có những tiết dạy thực sự hiệu quả, cô Nga đã lên kế hoạch thường xuyên dự giờ của đồng nghiệp, trao đổi và học hỏi những người đi trước, đồng thời chăm chỉ cập nhật các nguồn tài liệu. Đặc biệt, cô rất quan tâm tới việc đầu tư nghiên cứu áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học. Em rất thích các giờ dạy của cô Nga. Cô dạy bọn em rất là dễ hiểu. Cô cho bọn em thực hành thì thực hành ở... Cô không gò bó trong sách mà cô luôn hướng đến các cái thực tế ở bên ngoài. Với đặc thù của bộ môn tin thì thứ nhất là nắm được tâm lý của học sinh là nếu như mà mình không có sự đổi mới thì học sinh luôn coi đây là một môn phụ. Chính vì vậy là tôi luôn vận dụng những kiến thức mình có được và để làm sao mà khi có những kiến thức môn tin các em có thể áp dụng vào cuộc sống thực tế của các em bây giờ và sau này. Nên các em có thể cảm thấy hứng thú với môn học của mình hơn. Sự nỗ lực của cô Nga đã được ghi nhận bằng nhiều thành tích như đội tuyển học sinh giỏi môn tin học do cô phụ trách luôn có giải trong các kỳ thi. Đặc biệt trong cuộc thi tin học trẻ cấp tỉnh năm 2014-2015, học sinh Vũ Minh Hiếu do cô hướng dẫn đã xuất sắc giành giải nhất. Năm 2015-2016, học sinh Hà Mạnh Đạt được lọt vào vòng thi quốc gia, cuộc thi vô địch thế giới tin học văn phòng. Từ năm 2012, cô Nga được tín nhiệm làm tổ trưởng tổ tin công nghệ của nhà trường. Trong vai trò này, cô luôn sát sao với việc dự giờ, kiểm tra chuyên môn và khuyến khích các giáo viên trong tổ đổi mới phương pháp dạy học. Cô Nga của nhà trường thì trước hết cô là một cô giáo rất là gương mẫu và rất là năng nổ trong công việc. Trong cái công tác chuyên môn thì cô đã áp dụng những cái phương pháp đổi mới. Trong cái vai trò về công tác tổ chuyên môn thì cô là một trong những nhân tố đưa cái
hoạt động của tổ mang lại cái hiệu quả giáo dục cao cho nhà trường. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận cô giáo Nguyễn Thị Phương Nga là giáo viên tiêu biểu trong phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học của toàn ngành. Để hoàn thành kế hoạch về đích nông thôn mới trong năm 2018, hiện tại thành phố Hưng Yên đang tập trung đầu tư xây dựng các tiêu chí còn lại theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Hiện nay, thành phố Hưng Yên có 8 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, để mục tiêu phấn đấu hoàn thành tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018 với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong năm 2017, thành phố đã đầu tư cho 2 xã còn lại là Hoàng Hanh và Tân Hưng, mỗi xã 60 tỷ đồng xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, đường trục chính của xã. Hiện tại, thành phố Hưng Yên tiếp tục rà soát để đầu tư và vận động nhân dân chung sức xây dựng các tiêu chí còn lại về trường học, nhà văn hóa và môi trường để về đích nông thôn mới trong năm 2018. Được thành lập vào năm 1997 và phát triển mạnh từ năm 2014 đến nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ xuất ra thị trường trên 20 tấn rau sạch một tháng vào các thị trường khó tính. Tổng diện tích trồng rau sạch của hợp tác xã là trên 15 ha với gần 200 hộ tham gia. Giống rau chủ lực ở đây gồm cải ngồng, cải ngọt, cải chip. Vụ đông thì có bắp cải, su hào, cà chua. Nhờ quy trình khép kín, nhất là giám sát nghiêm ngặt quy trình bón phân, hợp tác xã đã có 20 loại rau được chứng nhận Việt Gáp, đủ điều kiện sản xuất kinh doanh sơ chế và đóng gói các sản phẩm rau củ quả sạch. Thị trường tiêu thụ chính là cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp Vineco, các cửa hàng rau sạch và bếp ăn. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, hợp tác xã sử dụng tem chống hàng giả giúp người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc bằng phần mềm CheckVN. Gần 10 năm trở lại đây, nông dân xã Hồng Quang, huyện Ân Thi đã tích cực áp dụng gieo thẳng trong sản xuất lúa. Vụ xuân năm nay, toàn xã gieo thẳng 100% diện tích canh tác. Gieo thẳng không chỉ đẩy nhanh tiến độ gieo cấy mà còn tiết kiệm công lao động. Vụ xuân này, xã Hồng Quang gieo cấy 225 ha, do làm tốt công tác chuyển giao kỹ thuật và tuyên truyền nên tất cả các diện tích gieo cấy của xã đều được gieo thẳng. Chỉ trong 3 ngày triển khai gieo thẳng, toàn xã đã hoàn thành diện tích gieo cấy trước ngày 9 tháng 2 năm 2018. Phương thức gieo thẳng đã khẳng định được tính ưu việt so với gieo cấy truyền thống như giảm chi phí đầu tư về giống, tiết kiệm công làm mạ và che phủ ni lông, giảm công cấy và tăng năng suất tới 15% so với lúa cấy. Gieo thẳng không những giải quyết được khâu thiếu lao động mùa vụ mà còn là giải pháp ứng phó linh hoạt và hiệu quả với biến đổi khí hậu. Vì vậy, ở Hồng Quang, nhiều hộ gia đình nhận ruộng sản xuất 4-5 mẫu lúa nhưng chỉ cần một lao động như gia đình chị Phạm Thị Bình, anh Nguyễn Đình Huy, v.v. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, những năm qua Hội Phụ Nữ xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ đã tích cực vận động hội viên gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Hội Phụ Nữ xã Hải Triều có hơn 1.170 hội viên sinh hoạt ở 7 chi hội. Cùng với công tác tuyên truyền, Hội Phụ Nữ xã đã vận động cán bộ hội viên đăng ký thực hiện các hoạt động cụ thể như xây dựng hũ gạo tình thương, thực hành tiết kiệm gây quỹ phụ nữ giúp nhau phát triển sản xuất. Tổng số tiền tiết kiệm được lên đến 179 triệu đồng, giúp đỡ 22 lượt hội viên vay vốn không lấy lãi với số tiền từ 7 đến 13 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, chương trình hũ gạo tình thương do hội phát động cũng quyên góp được 350 kg gạo ủng hộ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, từ đó góp phần đáng kể vào chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho gà đông tảo và gà lai đông tảo. Đề tài do Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện. Đề tài được triển khai thực hiện tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu và xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ trong thời gian 2 năm nghiên cứu thử nghiệm bằng 2 phương pháp là sử dụng tinh pha loãng và sử dụng tinh đông lạnh để thụ tinh nhân tạo cho gà. Cả hai phương pháp này đều đạt hiệu quả cao hơn phối giống tự nhiên, tỷ lệ sống đạt 97,7%, trong khi phối giống tự nhiên đạt 94,6%. Tỷ lệ tăng trọng lượng khi nuôi cũng cao hơn khoảng 10%. Sử dụng phương pháp thụ tinh là giải pháp tốt để bảo tồn và nhân nhanh giống gà quý này. Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Khoa học đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc. Tuy nhiên, đề tài cần nghiên cứu đưa ra phương pháp bảo quản, lưu giữ trong điều kiện phù hợp với thực tế của các hộ chăn nuôi. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên có 11 doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát trên sông Hồng tại các mỏ theo quy định.
Trước kia, việc khai thác cát của doanh nghiệp diễn ra cả ban ngày và ban đêm, lợi dụng vào đêm tối, nạn cát tặc hút cát trái phép ngoài vị trí mỏ khai thác gây bức xúc trong nhân dân. Để ngăn chặn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt góp phần ngăn chặn hiệu quả nạn cát tặc trên sông Hồng đoạn qua địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã phát hiện bắt giữ gần 20 tàu trong và ngoài tỉnh đang có hành vi hút cát trái phép trên sông Hồng. Toàn bộ diễn ra vào ban đêm. Do mức xử phạt theo luật quy định còn thấp nên tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra. Để ngăn chặn tình trạng này, tháng 6 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 09 về quản lý hoạt động khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai số điện thoại đường dây nóng, ký kết quy chế phối hợp, cam kết của các chủ bến bãi và doanh nghiệp được cấp phép để chống nạn khai thác cát trái phép. Sở Tài nguyên Môi trường đã tham mưu Ủy ban tỉnh rất nhiều biện pháp để giải quyết cái hiện tượng khai thác cát trái phép này. Thứ nhất là xây dựng các cái văn bản quy phạm pháp luật để làm sao thắt chặt cái công tác quản lý. Thứ nhất là về quy hoạch khoáng sản này, quy hoạch những cái điểm mà có khoáng sản nó là thường là những cái điểm nóng trong khai thác cát trái phép để giao cấp phép cho những doanh nghiệp có đủ năng lực để cung cấp cát trên địa bàn tỉnh, xây dựng cho địa bàn tỉnh. Cái thứ hai đó là tham mưu xây dựng ban hành cái vùng cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Một trong những quy định mang tính bước ngoặt mà tỉnh Hưng Yên đã ban hành để chống nạn cát tặc là doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát chỉ được phép khai thác từ 6 giờ cho đến 18 giờ hàng ngày. Do chỉ diễn ra vào ban ngày nên thuận lợi cho lực lượng chức năng và nhân dân giám sát. Các tàu hút cát trái phép không còn điều kiện để hoạt động. 3 tháng cuối năm 2017 và những tháng đầu năm 2018 không phát hiện trường hợp tàu hút cát trái phép nào. Ngày nào tôi cũng ở trên sông, không có khai thác cát về ban đêm, chỉ có ban ngày thôi. Sau khi có các văn bản chỉ đạo của tỉnh, rồi văn bản chỉ đạo của Ủy ban thành phố, thì Ủy ban nhân xã Tân Hưng cũng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kết hợp cùng với công an thành phố thực hiện các văn bản đấy. Thì việc khai thác cát đã đi vào ổn định và tình an ninh trật tự, an ninh chính trị cũng đi vào ổn định. Nhờ vậy, nhiều nơi từng là điểm nóng về nạn khai thác cát trái phép như ngã ba sông Hồng, sông Luộc, nhất là sông Hồng đoạn qua địa bàn thành phố Hưng Yên và đoạn qua huyện Kim Động, Khoái Châu, nay đã được giải quyết. Việc khai thác cát trên sông thuộc địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp. Một trong những biện pháp Hưng Yên triển khai thành công để chống nạn cát tặc đó là tỉnh đã ra quy định cấm khai thác cát vào ban đêm. Và qua một thời gian áp dụng, thì kể cả các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát cũng không được khai thác vào ban đêm. Đến nay, góp phần ngăn chặn nạn cát tặc trên sông Hồng và sông Luộc qua địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin về môi trường và trật tự an toàn giao thông. Đoàn Thanh niên xã Tân Tiến, huyện Văn Giang vừa tổ chức ra quân tình nguyện vì môi trường năm 2018 và tuyên truyền thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Hơn 100 cán bộ hội viên, các đoàn thể học sinh trên địa bàn cùng đông đảo nhân dân xã Tân Tiến tham gia buổi ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, dọn dẹp sân chơi cho thanh thiếu niên với diện tích 1.500 m², tổ chức cải tạo đất trồng 50 cây hoa ngộ sắc tại ao bơi cạnh nhà văn hóa thôn Kim Ngưu và trực tiếp đến các gia đình tuyên truyền hướng dẫn quy trình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, cách pha chế và sử dụng chế phẩm sinh học M. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tuổi trẻ xã Tân Tiến tổ chức chuỗi các hoạt động vì môi trường và khởi động tháng thanh niên năm 2018. Qua đây góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới. Vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 13 tháng 3 năm 2018, qua công tác trinh sát, đội điều tra tổng hợp công an huyện Mỹ Hào đã phát hiện bắt quả tang tại nhà của Lê Minh Tuấn, sinh năm 1991 ở thôn Phúc Miếu, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, có 13 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền. Kiểm tra tại chỗ và khám xét trong người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ tổng số tiền 36.430.000 đồng, 13 điện thoại di động các loại cùng nhiều vật chứng liên quan. Được biết, thời điểm bắt giữ các đối tượng, nhà Tuấn đang tổ chức liên hoan về nhà mới. Hầu hết các đối tượng đều là anh em, bạn bè và người thân trong gia đình của đối tượng Tuấn.
Hiện Công an huyện Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 11 bị can về tội đánh bạc, đồng thời nhanh chóng củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai thứ Năm, ngày 15 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Chị Quách Thị Tân, Phó trưởng Công an xã Hiệp Cường huyện Kim Động, tận tụy với công việc. Mặt trận Tổ quốc xã Phùng Chí Kiên huyện Mỹ Hào thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Xã Bình Minh huyện Khoái Châu, bến bãi hết thời hạn cho thuê vẫn chưa được giải tỏa triệt để. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.